quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình Quân khu 5. Trong chương trình hôm nay có các nội dung đáng chú ý sau. Quân khu tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 78 năm ngày truyền thống. Hàng trăm cán bộ chiến sĩ ứng phó giúp dân bị ngập lụt do mưa lớn. Nỗ lực chăm lo vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới. Tại Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 vừa tổ chức gặp mặt kỷ niệm 78 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang quân khu 16 tháng 10 1945, 16 tháng 10 2023. Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã ôn lại truyền thống vẻ vang hào hùng của lực lượng vũ trang quân khu 5 qua 78 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Thấm nhuần và quán triệt sâu sắc chủ trương đường lối của Đảng ta, lực lượng vũ trang quân khu 5 ngay sau khi thành lập đã nêu cao ý chí, tinh thần khắc phục mọi khó khăn, chịu đựng gian khổ, hy sinh, chiến đấu dũng cảm, lập nhiều chiến công to lớn, góp phần đánh thắng giặc ngoại xâm, giành độc lập tự do cho dân tộc, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Phát huy truyền thống vẻ vang của thế hệ cha anh, lực lượng vũ trang quân khu 5 hôm nay tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, tập trung xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng đơn vị chính quy, mẫu mực tiêu biểu, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, chấp hành pháp luật, rèn luyện kỷ luật, chủ động tham mưu đề xuất xây dựng các phương án bảo đảm an ninh địa bàn, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, chủ động thực hiện tốt các phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra. Tại Đà Nẵng, Trung tướng Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu chủ trì hội nghị triển khai nhiệm vụ quân sự quốc phòng quý 4 năm 2023. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến với 47 điểm cầu. Theo đánh giá, trong quý 3, lực lượng vũ trang quân khu đã duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tuần tra canh gác, bảo vệ an toàn các mục tiêu địa bàn, chỉ đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Định, Khánh Hòa tham mưu cho Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh triển khai làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ kết hợp với phòng thủ dân sự đúng ý định, diễn tập chiến thuật có bắn đạn thật, diễn tập khu vực phòng thủ của các đơn vị địa phương đạt mục đích yêu cầu đề ra, rà soát phối hợp giải quyết hiệu quả các điểm đất quốc phòng, thực hiện nghiêm biểu tổ chức biên chế, chỉ đạo xây dựng trường bắn, thao trường huấn luyện theo kế hoạch, bảo đảm tiến độ, chất lượng, bí mật an toàn. Lãnh đạo chỉ đạo thực hiện có hiệu quả hoạt động công tác đảng, công tác chính trị, hậu cần kỹ thuật. Thời gian đến, Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm chỉ thị, mệnh lệnh công tác quân sự quốc phòng, phối hợp nắm chắc tình hình vùng trời, vùng biển, đảo, ngoại biên, biên giới, nội địa và không gian mạng. Không để các thế lực phản động, thù địch lợi dụng tạo điểm nóng, bảo vệ an toàn tuyệt đối các ngày lễ, sự kiện quan trọng, thường xuyên theo dõi, nắm chắc tình hình mưa bão, chuẩn bị lực lượng phương tiện, sẵn sàng cơ động, thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Cũng trong thời gian này tại Đà Nẵng đã diễn ra hội nghị tập huấn công tác pháp chế và nghiệp vụ, kỹ năng lựa chọn nhà thầu cho cán bộ pháp chế toàn quân năm 2023. Trong chương trình, các đại biểu sẽ được tập huấn 4 chuyên đề gồm nâng cao nghiệp vụ và kỹ năng tổ chức lựa chọn nhà thầu, những vấn đề còn tồn tại hạn chế trong công tác đấu thầu của Bộ Quốc phòng, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của tổ chức pháp chế, cán bộ pháp chế trong quân đội, kinh nghiệm triển khai công tác pháp chế ở cơ quan đơn vị, một số vấn đề cơ bản về xây dựng văn bản quy phạm nội bộ và kiểm tra xử lý văn bản quy phạm nội bộ của chỉ huy cơ quan đơn vị. Qua lớp tập huấn nhằm góp phần nâng cao nghiệp vụ và kỹ năng tổ chức lựa chọn nhà thầu cho cán bộ pháp chế các cơ quan đơn vị, tham mưu cho người đứng đầu các cơ quan đơn vị thực hiện đúng quy định của pháp luật về đấu thầu. Từ đó thống nhất nhận thức, nâng cao trình độ kỹ năng nghiệp vụ pháp chế, phát huy vai trò tích cực chủ động của tổ chức pháp chế, cán bộ pháp chế, cơ quan, đơn vị trong xây dựng và thi hành pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của mưa dông cường độ lớn, nhiều khu vực trũng thấp trên địa bàn các tỉnh miền Trung bị ngập úng, chia cắt cục bộ, khiến cuộc sống sinh hoạt của hàng vạn người dân bị ảnh hưởng.
Trước tình hình đó, các đơn vị lực lượng vũ trang quân khu đã nhanh chóng triển khai lực lượng, phương tiện đặc chủng cùng với lực lượng chức năng tuyên truyền vận động hỗ trợ nhân dân. Giữa mênh mông biển nước, hình ảnh những người lính quân khu 5 bất chấp hiểm nguy xông pha cứu hộ cứu nạn đã để lại ấn tượng, tình cảm tốt đẹp trong lòng nhân dân, ghi nhận tại thành phố Đà Nẵng. Phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu là một trong những vùng thấp trũng thường xuyên bị ngập lụt tại thành phố Đà Nẵng. Mưa liên tiếp, nước tràn vào nhà dân, có nơi lên tới hơn nửa mét. Năm ngúa là đây, đầu này, ngập một lúc luôn, hở luôn, dần đất đúng là hở luôn. Tủ này là lật hết, tủ này cũng lật luôn. Không có cái gì trong nhà là cộng gì, lúc hết luôn, là năm ngúa. Năm nay thì mình rút kinh nghiệm, là mình có cái gì là mình đưa lên chỗ này cô quan sĩ. Được lệnh, hàng trăm cán bộ chiến sĩ các đơn vị thuộc Bộ Tham mưu Quân khu 5, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng cùng với chính quyền địa phương đến tận từng nhà để tuyên truyền, tổ chức di dời dân đến nơi an toàn. Quyết tâm không để ai bị bỏ lại phía sau. Xuyên đêm, bộ đội phải chia nhỏ đội hình, sử dụng xe thiết giáp, cano, xuồng máy đi vào từng hẻm nhỏ, liên tục phát loa tay, thông báo tìm người, kịp thời tổ chức sơ tán, hỗ trợ di chuyển đồ đạc cho nhân dân. Nhờ có sự chủ động từ sớm, tất cả người dân đều an toàn. Nói chung là buổi chiều là nước đã dâng lên, cũng đã thông báo di dời cho bà con là di dời ra khỏi nơi trú ẩn hái trầu. Còn những nhà có gác thì vẫn còn một số ít nhà ở trong đó. Qua quá trình sơ tán cũng như là các lực lượng đi xuống hỗ trợ người dân thì hầu như bà con mình rất là chủ động trong việc sơ tán cũng như kê dọn các cái vật dụng để phòng tránh ngập lụt cục bộ. Bên cạnh việc chuẩn bị lực lượng, phương tiện, các đơn vị còn tích cực giúp dân khơi thông cống rãnh, kê dọn tài sản, đắp bao cát làm đê chắn sóng, bảo đảm đầy đủ về chỗ ở, các nhu yếu phẩm cần thiết cho bà con tại các điểm sơ tán tập trung. Các lực lượng thì cũng ở lại trực thôi, trực là để không cho người dân vào lại các vị trí, người sợ người dân là thấy ngớt mưa thì vào lại, nhưng mà rồi nửa đêm mà mưa to thì lại nguy hiểm, cho nên là anh em cơ quan quân sự quận cũng như là các lực lượng của phường cũng đang tiếp tục ở đây để trực. Không quản ngày đêm, mưa to nước lớn, những việc làm trách nhiệm kịp thời của cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang quân khu 5 trong mưa lũ để lại ấn tượng, tình cảm tốt đẹp, cảm giác yên lòng đối với người dân. Thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 ở vùng kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn tại huyện biên giới Tây Giang, tỉnh Quảng Nam, Đoàn Kinh tế Quốc phòng 207 Quân khu 5 đã tổ chức cấp cây giống, con giống cho đồng bào 4 xã vùng cao biên giới là Trờ Hy, Trờ Âm, A San và Gari với tổng số 215 hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn. Đây là hoạt động thuộc dự án đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo, thuộc nội dung mô hình giảm nghèo gắn với quốc phòng an ninh năm 2023. Theo đó, Đoàn Kinh tế Quốc phòng 207 cấp 170 con bò giống cho 170 hộ gia đình trên địa bàn. Riêng về cây giống, đoàn cấp giống sâm ba kích đáp ứng trồng trên diện tích 8,5 hecta thuộc 25 hộ gia đình ở xã Trờ Hinh. Cấp giống đằng sâm đáp ứng trồng trên diện tích 3,5 hecta thuộc 10 hộ gia đình ở xã A San và cấp 1.500 cây cam vinh cho 10 hộ gia đình thuộc xã Trờ Âm. Với gia đình chúng tôi, nói chung cũng hết sức cảm ơn Đoàn Kinh tế Quốc phòng 207 và cảm ơn các cấp lãnh đạo để sau này vậy là bà con nhân dân để thoát nghèo bền vững. Năm 2023, từ nguồn ngân sách nhà nước về dự án các chương trình mục tiêu quốc gia, Đoàn Kinh tế Quốc phòng 207 đã chủ động xây dựng báo cáo kinh tế kỹ thuật, thống nhất với Ủy ban Nhân dân ba huyện Tây Giang, Nam Giang và Phước Sơn, khảo sát xác định địa phương thụ hưởng các mô hình cần đầu tư để triển khai dự án. Đối với địa bàn các xã Trờ Hy, A San, Trờ Âm và Gari đã đầu tư 4 mô hình, trồng sâm ba kích tím, trồng cây cam vinh 2 năm tuổi, nuôi bò sinh sản và heo đen giống địa phương. Trong thời gian qua, thì Đoàn Kinh tế Quốc phòng 207 cũng là một đơn vị đã giúp cho địa phương xã Trờ Hy cũng như 4 xã vùng cao của huyện Tây Giang trong phát triển sản xuất, đặc biệt là thường xuyên cử cán bộ kỹ thuật xuống hướng dẫn người dân cách trồng trọt cũng như kỹ thuật chăn nuôi. Đến thời điểm hiện nay thì nhiều mô hình đã phát triển và đem lại hiệu quả kinh tế. Đặc biệt trong đó là có mô hình kinh tế cây ba kích tím, là đến thời điểm hiện nay thì nhiều hộ gia đình đã cho thu hoạch. Từ khi tổ chức thực hiện các cái mô hình, chúng tôi tổ chức khảo sát, đi khảo sát từng địa phương
Hai nữa là cử cán bộ kỹ thuật của đơn vị kết hợp với là kỹ thuật của huyện và cái lực lượng trí thức trẻ của đoàn tổ chức xuống hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi trồng trọt đến từng hộ gia đình và rút kinh nghiệm những năm trước. Chúng tôi là kiểm tra công tác chuẩn bị những cái hộ nào làm tốt công tác chuẩn bị xong thì chúng tôi mới tiến hành tổ chức cấp cho bà con. Đoàn Kinh tế Quốc phòng 207 đứng chân trên địa bàn 3 huyện Nam Giang, Tây Giang và Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam. Thời gian qua, đoàn đã triển khai thực hiện các chương trình khuyến nông, khuyến lâm, giúp nhân dân phát triển sản xuất, xây dựng các mô hình kinh tế mẫu, hướng dẫn chuyển giao tiến bộ kỹ thuật và những phương thức sản xuất mới. Bên cạnh đó, đơn vị còn kết hợp tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước nhằm phát triển kinh tế hộ gia đình, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho bà con nhân dân trong vùng dự án, góp phần từng bước hoàn thành các nội dung chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025. Thưa quý vị và các bạn, nhận thức rõ vai trò tầm quan trọng trong công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới, những năm qua, Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu và cấp ủy, chính trị viên, người chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn triển khai toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm trọng điểm các mục tiêu kế hoạch hành động vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới. Chú trọng tạo mọi điều kiện cho phụ nữ phát triển toàn diện, thực hiện khát vọng vươn lên và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Giai đoạn 2021-2023, Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ các cấp lực lượng vũ trang quân khu đã làm tốt chức năng, tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy, lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của trên về công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới. Kịp thời ban hành quy chế, xây dựng kế hoạch hành động và tổ chức thực hiện chặt chẽ, đạt mục đích yêu cầu đề ra. Nét nổi bật là các đơn vị luôn tạo điều kiện cho cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia vào các lĩnh vực hoạt động của cơ quan đơn vị địa phương, hỗ trợ kinh phí, động viên phụ nữ được đào tạo bồi dưỡng tại các học viện nhà trường, tập huấn chuyên ngành, tham gia nghiên cứu các đề tài, sáng kiến khoa học. Đến nay, 100% cán bộ nữ toàn quân khu có trình độ cao đẳng đại học trở lên, nhiều nữ quân nhân được quy hoạch cán bộ chỉ huy quản lý các cấp. Làm đơn vị kinh tế quốc phòng, lực lượng phân tán hoạt động cả trong nước và đất bạn Lào, trong điều kiện còn rất nhiều khó khăn, song công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới trong công ty luôn được đảng ủy, ban giám đốc công ty, cấp ủy chi bộ, chỉ huy quan tâm tạo điều kiện, triển khai thực hiện một cách toàn diện, nhất là trong công tác xây dựng phát triển đội ngũ cán bộ nữ, cơ cấu vào cấp ủy, trong quá trình công tác, kịp thời trao đổi thông tin, trong chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện, tạo môi trường cho chị em tiếp tục cống hiến, phát huy tài năng, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Cùng với đó, các phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, phụ nữ làm kinh tế giỏi được các cấp triển khai toàn diện, đạt hiệu quả thiết thực. Qua hoạt động thực tiễn, xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, hỗ trợ hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Trong cái thời gian qua thì phụ nữ lực lượng vũ trang tỉnh Kon Tum cũng đã tích cực nghiên cứu xây dựng và đã duy trì có hiệu quả rất nhiều các cái mô hình phù hợp với cái đặc thù của đơn vị. Chẳng hạn như cái mô hình tổ phụ nữ thu gom giấy loại, mô hình cùng em đến trường, áo ấm vì người nghèo và các mô hình gây quỹ tiết kiệm thì không những giải quyết được những cái khó khăn trong cái vấn đề gây quỹ hội mà còn tạo động lực để chị em cố gắng vươn lên tham gia nhiệt tình các hoạt động vì cộng đồng. Cấp ủy, chỉ huy các cấp, lãnh đạo chỉ đạo, đổi mới hình thức, phương pháp, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền, lan tỏa gương người tốt, việc tốt, nâng cao kiến thức về bình đẳng giới. Trình độ khả năng ứng dụng công nghệ thông tin, chủ động đấu tranh với những quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc, biểu hiện tiêu cực, thông tin xấu độc trên không gian mạng. Qua đó không ngừng nâng cao nhận thức chính trị, kiến thức về giới, xác định trách nhiệm của tổ chức cá nhân trong công tác bình đẳng giới, nêu cao ý chí quyết tâm, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Nhận thức sâu sắc vấn đề này, thời gian tới, chúng tôi tập trung phát huy thật tốt vai trò của Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ các cấp trong tham mưu đề xuất các cái giải pháp, các cái biện pháp nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả của công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới. Xây dựng đội ngũ cán bộ nữ, tăng về số lượng, bảo đảm chất lượng để phụ nữ tham gia nhiều hơn vào cấp ủy các cấp. Chỉ đạo bằng những biện pháp cụ thể, bảo đảm có sự bình đẳng giữa nữ giới và nam giới,
mà trong đó là bình đẳng trên 6 cái tiêu chí chủ yếu tạo điều kiện thuận lợi nhất để phụ nữ lực lượng vũ trang quân khu có cơ hội khẳng định mình, được học tập, trau dồi, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, năng lực, phương pháp tác phong công tác cũng như có đủ sức khỏe để đáp ứng tốt cái yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Những kết quả trên cho thấy, công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới đã và đang được cấp ủy, lãnh đạo chỉ huy các cấp trong lực lượng vũ trang quân khu hiện thực hóa bằng cách đồng bộ, nhất quán. Đây là minh chứng cho sự nỗ lực không ngừng của Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ các cấp trên tiến trình phát huy chức năng, vai trò của một nửa của xã hội. Phát huy tinh thần sáng tạo, chủ động vươn lên làm chủ tri thức, đóng góp vào sự lớn mạnh và trưởng thành của lực lượng vũ trang quân khu. Chương trình truyền hình Quân khu 5 kỳ này xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.